gắng lấy trụ đi nào. Cái trụ thứ hai này sẽ phải mất đi mà thôi. Ok con dê, khí khô anh ta tàn hình tới rồi. Cái trụ đã phải nổ. Có cả cái giáp hồi sinh, không sợ giúp đánh gì cả. Tiếp tục reset được khí khô. Khí khô nhào chạy được rồi. Chạy về. Ồ, chỉ là một trụ thôi anh em à. Và đây sẽ là trụ thứ hai. Khí khô đâu rồi? Thưởng quyệt, thưởng ngoài gì đó. Frenchino có được Demogorgon. Đó là Demogorgon thuộc về cho bên đời. Mập địch kéo một phát nữa. Lâm chậm tiếp. Né được cái hổ mang tiện đi. Mất giáp hồi sinh rồi. Sắp có sự hép hồi sinh. Quay ngược trở lại chơi luôn. Và ba thành viên team bạn đã phải nằm xuống anh em à. Ok con dê, win được chưa? Naron tới sử dụng gương quyết chém chúng ta. Chúng ta gục gã luôn. Frenchino đang bị trụ bắn. Frenchino nằm xuống. Bên đây nằm xuống rồi. Bên đây còn giáp hồi sinh. Bên đây đang đánh. Bên đây gục gã luôn. Tại đây kia Zebra có chim đang tới. Con lính siêu cấp bự chà bá ở phía sau. Con lính siêu cấp đang đập vào cái nhà chính. Cái nhà chính sắp sợ nổ rồi. Rat Quyền Dương lao tới. Rat ủi một phát. Thả chim đi. Cố gắng đi. Bật cho mình thủy chất. Lâm chậm tiếp. Con sẽ không đánh vào nhà chính. Nhà chính vẫn đang còn. Nát rốc tới. Đấm vào. Lạnh vài phòng thần nổ ra. Tiếp tục nát rốc chim. Con lính vẫn đang đánh vào nhà chính. Nhà chính vẫn không bị mất máu. Mệt quá các bạn ạ. Bạn đang có nhu cầu mua hạt liên quân giá rẻ, hãy đến với shop đệ tử .vn, nơi bán hạt uy tín, nhanh chóng, chất lượng và hiện đại. If you're not by my side, who should I sing all this for? I know they're lies, but I still keep believing in you. I try to show you all my hurts just for you. Because I, you know I love you so much. So I believe I just can't forget the time we had. And try to fight up all day again. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh đệ tử. Hôm nay chúng ta cùng nhau chơi về con tướng Supply nha anh em. Một trong những con tướng anh em yêu cầu khá chi là nhiều. Vâng, và hôm nay đệ tử tiến hành làm về con tướng Supply. Supply là một cái kiểu chất tướng mà nó có cái nội tại vô cùng bá đạo. Chúng ta sẽ thấy ngay cái sự tương tự và đồng đều về mặt nội tại của hai con tướng này. Chính là con tướng Supply và con tướng Willen, đúng không? Chỉ cần chúng ta giết được một màn thôi thì điều chắc chắn rằng xác suất sẽ cực kỳ cao chúng ta cũng sẽ có được những cái địa bàn gục tiếp theo. Đó chính là cái sự bá đạo của con tướng Supply. Hôm nay chúng ta đảm nhận mang con tướng Supply với vai trò đi rừng nha anh em. Một cái kiểu chất tướng mà đúng chất của nó là vai trò đi rừng hoặc là đi đấu sĩ tại khu vực của con tà thần xây ra cũng vô cùng hợp lý nha. Cái kiểu Reno đã có rồi, chúng ta có được khả năng tích nội tài rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi ganh hỗ trợ đồng đội đây. Tenat là mục tiêu chúng ta ám sát Kuta một quét mà thôi. Kuta nằm xuống, mập địch tốc biến đi, bị truy đuổi, làm chậm một phát nữa và double kill. Hay để mà gục rồi anh em ạ. Sự bá đạo của con tướng Supply là như vậy. Khi mà chúng ta thấy team bạn có những cái chất tướng máu mỏng mà có cái sự kém cơ động thì tôi sẽ lựa chọn ngay con tướng Supply này. Cái khả năng truy sát con mồi, khả năng quét kiếm là cực kỳ ghê luôn. Narok này nha, mũ nội mày bị làm chậm và làm gión và siêu việt cho chúng ta. Một tình huống lộn cái bờ đến từ vị trí của người đi rừng tim bạn. Anh ta mang tên là mũ nội mày các bạn ạ. À, nó là như vậy. Con rồng lộn cũng đã có rồi ha, ăn nhẹ con rồng cái nào. Chúng ta đang có khá chi là nhiều lợi thế. Khi mà các bạn đảm nhận vai trò đi rừng, các bạn thấy rằng chúng ta quá trống trải trong việc farm quái rừng thì các bạn hãy nghĩ ngay đến cái con rồng lộn đi nha anh em. Ở không làm gì, cái đôi dài dài tăng tốc chạy đó mang tên là dài Hermes đúng không ạ? À? Đúng rồi, dài Hermes cũng đã có khả năng di chuyển chúng ta cực kỳ cao. Mình chơi với Supply là như vậy, mình sẽ lựa chọn những cái đôi dài như vậy. Mặc dù mình thấy rằng team bạn có cái khả năng khống chế, khả năng tạo ra hiệu ứng CC cực kỳ cao, đặc biệt đến từ vị trí của mập địch nha. Rat lao vào tả xung đột, chạy về rất nhanh và ôm trụ thành công rồi. Rất may mắn cho anh ta trong tình huống vừa rồi. Nếu như anh ta không còn nội năng thì xác suất cao anh ta cũng sẽ phải nằm xuống. Tại nơi kia, Frenchino đang đẩy. Anh ta đã có một khoảng thời gian trống đủ dài để có thể lấy được trụ hay không? Chúng ta cùng nhau chờ xem. Và anh ta không thể nào lấy được trụ, anh ta chỉ tước đoạt đi tầm chừng 80% lượng máu của trụ mà thôi. Anh em mình sẽ cùng nhau đấu qua sơ một tí về cái phần bản ngọc chuẩn con tướng Supply ha. Ngọc của Supply mình lên như sau: ngọc đỏ và ngọc lục chúng ta lên cùng một lý về xuyên giáp, ngọc tím mình lên tốc đánh tốc chạy. Một bản ngọc cực kỳ mạnh của con tướng Supply luôn. Chính vì chúng ta đảm nhận vai trò đi rừng, vì vậy mà cái sự lựa chọn về mặt sát thương luôn được chúng ta đề cập hàng đầu. Đó cũng chính là lý do tại sao mà tôi lựa chọn một cái bản ngọc thiên về khả năng sát thương nhiều như vậy. Còn nếu các bạn đảm nhận vai trò là đi solo khu vực của con tà thần xảy ra thì tin chắc rằng các bạn sẽ có một cái bản ngọc khác rồi đúng không anh em? Đi ganh hỗ trợ đồng đội nha. Ám sát không thành công, trốn là người mập đợt. Sephira có chim lặn xuống cái hồ nước rồi. Cô ta bị nuốt chửng và giết thành công mập đợt. Tiếp tục quét kiếm băng trụ luôn rồi. Một cờ máu đến từ Sephira có chim và Yon giết được mập đợt tim bạn. Chúng ta không
không giết được mạng nào cả đây mà. Đó là một thời thế có thể bằng trụ đây. Naruto quay ra đường giữa, Zoom Green Wick, Rat knock out lên, truy sát không thành công rồi. Rat Tatsu độc đẩy về một phát nữa, chưa đủ sát thương đâu đây mà, chém không được luôn rồi. Anh ta bộc phá gì đó, Naruto quay trở lại, chém chúng ta đang quét kiếm trật lớn, một hit đánh đường nữa và chúng là outplay, chấm dứt được Naruto tiền bàn luôn. Một tình huống cần hai và solo với anh bạn Naruto, chúng ta là người thắng thế. Có nên băng trụ giết anh bạn Rat Quyền Vương hay không nha? Nếu như chúng ta băng trụ, tôi nghĩ rằng chúng ta đủ khả năng để có thể giết được Rat Quyền Vương. Không, chắc không đủ đâu anh em ạ. Mà nếu như có thể giết được Rat thì chúng ta cũng sẽ phải nằm xuống thôi. Bởi vì lượng sát thương của trụ với lượng máu ít ỏi như thế này thì cái việc băng trụ đó là một cái vấn đề nó hơi bị dài khờ. Anh em mình nói qua sơ một tí về cái con tướng Blitzline này đi ha. Blitzline là một cái kiểu chất tướng sát thương nòng cốt và thiết yếu của nó sẽ được dồn ở cái chiêu 2. Chính vì vậy mà khi anh em dùng những chiêu 2 á, anh em hãy cố gắng tung cho nó trúng lên người con mồi nha anh em. Sát thương sẽ vô cùng dồi dào luôn. Chiêu cuối chúng ta dùng trong trường hợp mà cái kiểu giống như là khi chúng ta thấy rằng máu những thành viên team bạn nó không còn nhiều á, đặc biệt là sát thương chủ lực nha, để đảm bảo an toàn hơn. Những bạn nào chơi con tướng Blitzline này lâu, mình tin chắc rằng các bạn cũng sẽ có được một cái khả năng, chính là cái khả năng xoay chiêu và chọn mục tiêu. Nó giúp cho cái việc đu bám trúng lên những nguồn sát thương chủ lực, những đứa mà thấp máu cực kỳ tốt và cực kỳ chính xác luôn, đúng không ạ? Còn khi mà các bạn mới chơi gì đó thì có nhiều lúc các bạn bấm bừa thì nó sẽ phi thân trúng những cái đối tượng mà nó tăng cơ. Vì vậy cái lượng sát thương của các bạn gây ra nó không có được tối ưu hóa đâu ha. Tại nơi đây Naruto đang muốn đẩy trụ gì đây, anh ta bị làm chậm, tiếp tục đập thẳng mặt vô tường rồi. Sephora có chim lao tới, thủy chấn tiếp tục làm chậm anh ta. John đang được bắn, anh ta đang cố gắng ôm trụ, nhưng Sephora có chim là người có được đề phòng đó. Những con chim đến từ Zebra có chim rất hay. Nó liên tục được tung ra, nó làm chậm những thành viên tiêm bàn. Phải gọi rằng con tướng Zebra cũng là một trong những con tướng mà trong phiên bản hiện tại nó hơi bị bá đạo, đúng không anh em? Về mặt con tướng Misfly thì chúng ta farm quấy rừng rất là thoải mái thôi. Cái thời gian hồi của các chiêu thức của nó cực kỳ nhanh luôn, đúng không ạ? Mình có thể sử dụng cả 3 chiêu thức để giúp cho cái việc farm quấy rừng chúng ta nó trở nên nhanh hơn. Có hai thành viên team bạn tại nơi kia, máu họ không còn nhiều, có nên băng trụ không anh em? Chúng ta đủ sức để làm điều đó. Mập địch anh ta đang thả thính đây này, bây giờ thì thả thính lao vào rồi. Rat lao tới, tiếp tục bị làm chậm, làm chọn. Sephora có chim băng vào tăng cho chúng ta, chúng ta chạy thoát rồi anh em à. Naruto tại nơi kia, solo bạn ơi, những tình huống solo như thế này chúng ta không hề sợ, không hề sợ. Và nó là như vậy khi mà chúng ta giết được 5 mạng rồi, cái lợi thế về mặt lượng vàng, lợi thế về mặt trang bị và chúng ta đang cực kỳ xanh xao. Ngày xưa chúng ta thường nói một kinh nghiệm cực kỳ quan trọng, bất di bất dịch của con tướng Blitzline này, chính là gì anh em? Một cái câu thần thánh là phải núp lùm chờ thời cơ. Chỉ cần các bạn nằm lòng được câu đó thôi thì nó là cái mấu chốt thiết yếu của con tướng Blitzline này luôn, đúng không ạ? Con rồng lộn đang được ăn nha, phút thứ 7 của trận đánh rồi. Team bạn họ vẫn chưa biết được chúng ta ăn con rồng lộn hay gì đó, họ vẫn đang cố gắng thủ trụ mà thôi. Thiệt tình mà nói, con tướng Blitzline là một cái kiểu con tướng mà nó sẽ mạnh, nó sẽ hợp lý hơn và nó được sử dụng nhiều nhất ở những cái mức răng kiểu như là bạch kim và kim cương, đúng không ạ? Ở những mức răng cao hơn thì họ đòi hỏi rằng cái sự cơ động, cái khả năng đột biến trong giao tranh. Riêng về con tướng Blitzline này, nó có một cái điểm chung nè. Nếu như các bạn xanh sao ở từ ngưỡng giai đoạn đầu trận đánh, các bạn đánh game nó rất là dễ. Còn nếu như mà bạn bị đè luôn, bạn bị đè bẹp ngay từ ở những giai đoạn đầu thì bạn rất khó để có thể lộn ngược được cái bàn. Tôi có thể nói là như vậy luôn. Tôi đang dùng từ rất khó nha. Chúng ta hoàn toàn có thể lộn ngược được cái bàn, nhưng chỉ có điều là nó hơi khó mà thôi. Và chất tướng với supply, cái sự cơ động của nó sẽ phụ thuộc khá chi là nhiều vào cái chiêu cuối và cái chiêu 1 nữa. Đó, chính vì vậy mà cái con tướng với supply nó chỉ được sử dụng nhiều ở những cái mức răng kiểu như là bạch kim và kim cương mà thôi. Trên những mức răng cao hơn đòi hỏi rằng sự phối hợp với những người đồng đội. Ông nội khí khô đi đâu mất tiêu luôn rồi. Ông ta lấy gió ngược trở ra rồi các bạn ạ. Đậu phộng đó. Khi khô lấy gió rất kinh dị nha. Thì sao ông ta lấy gió kinh dị như vậy? Tôi vừa mới soi map và tôi thấy được rằng ông nội khi khô có cho mình con chim bự chà bá anh em ạ. Đó nhiều khi cũng chính là một lý do tại sao mà khi khô nó chạy nhanh như vậy. Mặc dù anh ta có cho mình con chim bự nhưng anh ta chạy rất nhanh. Phải nói được rằng con chim bự nó không có chiếm được một cái thể trạng, thể trọng quá lớn đối với anh ta. Tại đường giữa nè, chúng ta đang muốn lấy trụ hay gì đó. Trụ còn một mạng 50% máu mà thôi. Mập địch bắt buộc phải rút lui chăng? Mập địch tiếp tục bị làm chậm. Con xe vẫn còn tại nơi đó. Khí khô đến rồi nha. Anh ta sử dụng ẩn thần thuật rồi. Anh ta nhào tới, tiếp tục gậy như ý một phát. Đệ tử bị kéo đi rồi các bạn ạ. The Good Spy Baby tả xuống động luôn vào một đòn bộc phá. Tiếp sau đó Brentino băng trụ luôn rồi. Anh ta vẫn còn đang thượng huyệt thượng hoa. Anh ta giết được hai người. Đó là một thành công rồi các bạn ạ. Rất hay. Đến từ vị trí của Brentino. Brentino là một con tướng nó cực kỳ mạnh trong phiên bản hiện tại luôn, đúng không anh em? Bằng chứng là anh em thường xuyên cắm nó tại những mức răng là kim cương cao thủ luôn.
và anh em hay gọi nó với một cái tên là thằng BD. Hay là bây giờ mình đổi tên nó luôn ta, để cho nó phù hợp, để cho nó gọi là nó quen thuộc với anh em luôn. Kể từ giờ tôi không có gọi là Brentino nữa mà tôi gọi là thằng BD anh em nha. Ok con dê, thống nhất vậy đi ha. Bây giờ chúng ta tiếp tục vào với rừng rồi thôi. Trận đánh nó đang nằm ở một cái thế chủ động nghiêng về so với chúng ta. Nói sâu một tí về cái phần combo chuẩn của con tướng Bisplay đi nha anh em. Combo chuẩn của con tướng Bisplay nó sẽ gồm có hai thời điểm. Thời điểm đầu tiên là chúng ta nằm ở thế chủ động. Thời điểm thứ hai là chúng ta đang nằm ở một cái thế bị động. Đối với trường hợp chúng ta nằm ở thế chủ động, chúng ta sẽ thực hiện combo như sau. Đầu tiên là phải nhớ được cái câu phải núp lùm chờ thời cơ, đúng không? Tiếp sau đó chúng ta bật ngay chiêu 1 để gia tăng thêm tốc chạy, kết hợp với chiêu cuối để ám sát mục tiêu, rồi sử dụng chiêu 2 để quét kiếm gây một lượng sát thương lên nguồn sát thương chủ lực. Đó là cái combo đầu tiên khi mà chúng ta nằm ở thế chủ động. Giao tranh nổ ra rồi đây, Sephiroth có chim, mập địch tại nơi kia, chúng ta cố gắng truy sát được TNH. TNH nằm xuống rồi, ám sát được Rat Huyền Dương, ta xuống lộ đẩy về, một chấm máu nữa không đủ sát thương rồi. Chết bà, lái gió né được cái kéo đó đến từ vị trí của mập địch. Ok con dê, giết được hai thành viên đi bàn rồi. Họ vẫn còn đang ở đây không? Rat anh ta biến về rồi, còn một mình ông nội mập địch mà thôi. Bỏ qua luôn đi, quay ra bên đây đẩy lính cái đầu. Tiếp tục cuộc nói chuyện chúng ta về cái phần combo chuẩn thứ hai của con tướng Bisplay, là khi mà chúng ta nằm ở một cái thế bị động. Tức có nghĩa là giao tranh nó nổ ra rồi đó, chúng ta bị phát hiện tầm nhìn rồi, chúng ta bị soi map rồi, đối phương có thể phát hiện được vị trí chúng ta rồi ha. Chúng ta sẽ sử dụng combo là bằng cái chiêu cuối đó anh em. Chiêu cuối, chiêu 1 rồi chiêu 2. Chiêu 1 anh em quay trúng càng nhiều đối phương thì càng tốt. Narok anh ta bất lực luôn rồi, chỉ cần một combo quét kiếm nho nhỏ thôi là có thể chấm dứt được anh ta. Đây là con rồng bò lộn phút thứ 10 nha, nó sẽ có được cái quyền năng hắc ám và chúng ta sẽ cực kỳ bá đạo luôn rồi. Rồi, chúng ta có được quyền năng rồi nha. Quyền năng đã thuộc về chúng ta. Do anh ta bị bắt cọp rồi kìa, anh ta tóc biến đi không chạy được, đúng chừng mà đốt được chúng ta một phát nữa. Natalia tung quả cầu không trúng, chúng ta đã bị dồn sát thương. Quyền năng ám được mở ra, chúng ta có thể chạy được à. Rất hên đi là vẫn còn cái quyền năng ám. Một tình huống chúng ta lao vào giải dây cho anh bạn John nhưng không được luôn anh em ạ. Rất là khó ha. Mới có được cái quyền năng và khi kết thúc cái quyền năng cũng rất may thay là chúng ta có lên cái cây găng thịnh nộ và Butterfly của ta đã biến thành một con bướm bự chà bá và chúng ta sống sót trong tình huống vừa rồi. Có kèo này nha. Tenat của ta không biến về, cô ta sẽ phải lộn cái đội mà thôi. Sử dụng phi tân truy sát, giết thành công khí khô tiên bàn rồi. Một khi khí khô chết thì Tenat cũng đã phải lên dĩa luôn. Quá nhẹ nhàng và dễ dàng. Một pha giao tranh mà đậm cái yếu tố may mắn trong đó nè em ơi. Một tình huống mà tôi cứ ngỡ rằng sẽ bị khí khô hấp diêm, nhưng mà tôi bấm đại chiêu cuối và tôi muốn phi thân đến cô nàng Tenat, nhưng mà vì cái khoảng cách, cái tầm với không đủ, chính vì vậy mà nó móc đích ngược trở lại giết Higo, rồi sau đó nó là một tiền đề để chúng ta hồi tất cả kỹ năng còn lại và giết luôn cả cô nàng Tenat. Cần hai rất nhẹ nhàng với ngưỡng sức mạnh như này của con tướng Butterfly anh em nha. Chúng ta gần đủ lượng vàng để có thể sở hữu được cái giáp hồi sinh rồi. Khi có giáp hồi sinh, cái khả năng chơi hổ báo chúng ta sẽ là cao hơn nha anh em. Đó, giáp hồi sinh lên rồi nha, hổ báo được rồi nha. Phải chi mà có thêm cái bùa lợi của quyền năng hắc ám nữa thì phải gọi là bá đạo lắm anh em ạ. Ok con dê, chúng ta đang có 3 người. Đường giữa đang bắt đầu xuất hiện giao tranh rồi đây. Cẩn thận khí khô nha, khí khô cánh phải kìa, nó định làm trò gì đây? Nó đang truy sát lên người John à. Chúng ta phát hiện điều đó, chúng ta đang truy sát quay ngược trở lại và quét kiếm chấm dứt được khí khô tiền bàn cơ và hỗ trợ cho John. Đường giữa giao tranh nổ ra một phát nữa nè. Hổ men tiện của Tenat được bật ra, chúng ta đang tiến hành ép trụ đây này. Đây cô đang reset nó rấu, quay ngược trở lại, quét kiếm một phát. Tenat đang được bắn trụ ra bắn chúng ta. Chúng ta đã biến trở thành một con bướm của con chim bự chà bá luôn rồi. Và chúng ta chạy thoát trong tình huống vừa rồi. Ráp đấm nhưng cú đấm trên không trúng, nhưng mà nó chưa đủ tầm so với chúng ta. Những tình huống băng trụ đến từ Brentino, nấu sát thương đến từ mập địch kìa. Sát thương của mập địch đã phải nổ rồi, nhưng chúng ta vẫn còn cho mình con chim bự chà bá, vẫn còn cho mình cái áo tròn, cái áo gì đó, cái giáp hồi sinh đó, đúng rồi các bạn ạ. Đang tiến hành đẩy trụ ra đây. Mọi cái vấn đề khác không quan trọng, điều quan trọng là trụ ra đây. Tiên bạn đã được hồi sinh, Narok cũng đang tới. Chúng ta còn cả cái giáp hồi sinh. Natalia lượng máu không còn nhiều, Brentino cũng đang vậy, và họ chọn giải pháp rút lui. Đây là một sự lựa chọn hoàn toàn đúng đắn và hợp lý. Con ta thần Caesar bắt đầu có rồi. Zebra có chim sử dụng thủy trấn, khí khô bị truy sát, làm chậm làm chón và tiếp tục một đêm cùng tục về chúng ta. Máu chúng ta đã hồi gần như là full rồi mà chúng ta vẫn còn cho mình kêu áp hồi sinh. Đây còn đang truy sát lên của nàng Zenith đây này. Narok phát hiện anh ta có cho mình hai con bùa và rút lui nhẹ nhẹ nữa rồi. Tôi đã bắt đầu cảm nhận được một tí gì đó về cái sự bảo hòa về mặt sức mạnh của con tướng Butterfly này rồi. Có vẻ như chúng ta sẽ phải sắp sửa thay đổi về mặt trang bị của con tướng Butterfly. Khi mà các bạn full đồ, các bạn hoàn toàn có thể bán đi cái đồ đi rừng và chúng ta lên luôn cả cái cây kiếm, cái cây gì ta? Cây nanfenia, đúng rồi, cây nanfenia gây sát thương rất là nhiều.
Và nó cũng là một cái món trang bị cực kỳ kinh dị đối với con tướng Mr. Fly khi mà chúng ta lên theo một cái thiên hướng sát thủ như thế này. Nhưng ngày hôm nay đệ tử muốn chơi thêm một cái khả năng cọ dây trong giao tranh. Và từ nãy tới giờ chúng ta vẫn chưa nhận được một cái tình huống triple kill hay gì cả. Khi mà các bạn chơi con tướng Mr. Fly thì các bạn sẽ rất dễ dàng đạt được những cái danh hiệu triple kill, Walla kill hoặc thậm chí là mega kill, đúng không ạ? Những bạn nào mà là fan của con tướng Mr. Fly tin chắc rằng đây sẽ là một trong những con tướng mà anh em cố gắng sưu tầm những cái danh hiệu như vậy rất là dễ dàng. Tenat lộn cái bờ nữa rồi em ơi. Thì bây giờ chạy đằng trời đậu xanh đó, cô ta bật tốc hành các bạn ạ. Cô ta mang phép bầu trời tốc hành, không mang tiện, làm chậm mà làm chọn chúng ta. Chúng ta đi đuổi cô ta một phát nữa. Tiếp tục cô ta chạy mát ghê đi. Cô ta đang chạy với chiếc Exeter 150 của anh bạn Ben là xịn hay gì đó. Nhưng không chạy được rồi. Cô ta chạy rất ghê các bạn ạ. Anh em thấy không ạ? Khả năng truy đuổi của con tướng Mr. Fly, mặc dù cô ta có cho mình phép bầu trời tốc hành, và bây giờ là nát rốc luôn này. Double kill mang về chúng ta rồi. Sẵn sàng trên bạn Rat Huyền Dương luôn. Vẫn còn cái giáp hồi sinh bị làm chậm tiếp tục đến từ những cú đấm chân không của bạn Rat Huyền Dương. Tiếp tục dọn dẹp được đỉnh nữa nào. 13 điểm mà cùng thuộc về chúng ta rồi. Lượng vàng chúng ta đang là 3000 mấy vàng luôn rồi nè mà. Full đồ thật sự rồi. Cố gắng lấy trụ đi nào. Cái trụ thứ hai này sẽ phải mất đi mà thôi. Ok con dây, khí khô anh ta tàn hình tới rồi. Cái trụ ra phải nổ. Có cả cái giáp hồi sinh, không sợ giúp đánh gì cả. Tiếp tục reset được khí khô. Khí khô nhào chạy được rồi. Chạy về. Ồ, chỉ là một trụ thôi anh em à. Và đây sẽ là trụ thứ hai. Khí khô đâu rồi? Thưởng quyệt, thưởng ngoài gì đó. Frenchino có được điểm gục. Đó là điểm gục thuộc về cho BD. Mập địch kéo một phát nữa. Làm chậm tiếp. Né được cái hổ mang tiện đi. Mất giáp hồi sinh rồi. Sắp có sự hép hồi sinh. Quay ngược trở lại chơi luôn. Và ba thành viên team bạn đã phải nằm xuống anh em à. Ok con dê, win được chưa? Nào đông tới sử dụng gương quyết chém chúng ta. Chúng ta gục gã luôn. Frenchino đang bị trụ bắn. Frenchino nằm xuống. BD nằm xuống rồi. BD còn giáp hồi sinh. BD đang đánh. BD gục gã luôn. Tại đây kia Zebra có chim đang tới. Con lính siêu cấp bự chà bá ở phía sau. Con lính siêu cấp đang đập vào cái nhà chính. Cái nhà chính sắp sợ nổ rồi. Rat Quyền Dương lao tới. Rat ủi một phát. Thả chim đi. Cố rắn đi. Bật cho mình thủy trận. Làm chậm tiếp. Con xe không đánh vào nhà chính. Nhà chính vẫn đang còn. Nát rốc tới. Đấm vào. Lạnh vài phòng thần nổ ra. Tiếp tục nát rốc chim. Con lính vẫn đang đánh vào nhà chính. Nhà chính vẫn không bị mất máu. Mệt quá các bạn ạ. Sorry anh em, uống một miếng nước cái. Mẹ bà nó bình luận mệt bãi liền. Cái nhà chính vẫn còn si nhê anh em ạ. Trận đánh đây khá là căng thẳng đây. Full đồ luôn rồi. Bán giáp hồi sinh nha. Lên cái liềm được bệnh. Chỉ cần chúng ta tồn tại khoảng chừng 2 giây thôi. 2 giây đánh nhẹ nhàng vào nhà chính là win. Hoặc là cho anh bạn John được bắn những phát bắn liên quan cung mà thôi. Nhà chính team bạn sẽ ra sao đây? Không ông nội nào ăn cái win nè. Ám cả. Có giao tranh nổ ra. Natalia tới rồi. John nằm xuống. Mất giáp hồi sinh. Đang truy đuổi. Tiếp tục lao vào rồi. Đây là một đợt giao tranh bốn người. Điểm giao tranh chấp bắt đầu. Hai thành viên như bạn nằm xuống. Ra kéo một phát nữa. Và đây sẽ là triple kill mang về chúng ta luôn rồi à. Qua là kill đâu? Thằng nào đâu? Nát rốc kia. Bay ra đi. Anh ta còn cả giáp hồi sinh. Bị làm chậm đến từ quả cầu. Và anh ta mất giáp hồi sinh rồi. Triple kill. Và đây sẽ là qua là kill thuộc về chúng ta rồi anh em à. Mega của tôi đây này. Một giác diễn bằng mega kill. Win rồi. Video đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở những chuyến video lần sau nha. Xin chào. Chơi game cùng mình không? Đặt hẹn mình cùng chơi nha. Quanh quanh có đồng đội xinh, tự tin chiến thắng.